Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Luật, mình đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mình đến đây thực tập sinh năm 2016-2017. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cái phân loại rác ở Israel này mà nếu áp dụng ở Việt Nam mình thì rất là hay. Thì đây là thùng để phân loại rác bằng thủy tinh, thì các bạn có thể thấy ở đây nó họ để cho nhiều loại và có các hình ảnh mô phỏng các loại rác ở trên đây, các bạn có thể thấy. Thì đi sâu vào trong đây nữa thì họ có một vài cái hình ảnh khác nhau đây, chúng ta có thể xem là họ phân loại nhau đây. Các loại chai lọ mà họ để ở trong này rất là nhiều đấy, đều từng mỗi loại một thùng chứa này họ sẽ để một loại rác khác nhau phân biệt. Ở trong đây là cái khu mà người ta quanh đây họ để rác này. Thì ở phía trong đây là chai nhựa này. Đó. Thì ở trong các thùng này thì ở đây thì họ có ghi tên của loại rác này, thì đây là chữ của Israel. Thì chúng ta sẽ xem trong là gì. Đây là dây điện, đồ điện tử này. Đây là lưới. Đây là túi ni lông. Bao bố, đồ chai nhựa, chai kim loại, ở đây chúng ta có thể thấy là đồ vải họ phân loại cũng rất là riêng biệt. Đây là để giày riêng này. Đó, đây là quần áo này. Ta xem đây là mũ này. Đó, ở đây họ phân loại ra rất là rõ ràng, mỗi một loại thì lại là để riêng cho từng các mục riêng. Chúng ta có thể thấy đây là các thùng để giấy, các loại giấy mỏ, giấy loại thì người ta để ở đây. Bên đây thì chúng ta có thể thấy họ là để đồ nhựa, xốp nhựa. Và ở đây thì có họ làm một cái đồ để rác rất là hay, đó là chứa pin. Các loại đồ pin điện tử này thì họ không, như ở Việt Nam mình cũng được cảnh báo là không được vứt vào thùng rác, nhưng mà ở đây họ cũng thế, và họ để riêng ra một khu riêng để cái này để tránh cháy nổ. Và ở bên đây nữa thì còn một vài loại rác nữa họ phân loại ra. Thì đây là một số những cái hình ảnh về người Israel họ phân loại rác, thì chúng ta có thể học tập theo và làm áp dụng ở Việt Nam rất là tốt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.